một cái 2 triệu 80 triệu đựng. Em nghĩ cỡ đó được rồi. Làm mấy cái, đừng có làm mấy cái răng trong đây nha, mấy cái răng trong đây để mình ăn nha. Cái ngoài này thôi, tầm đó mười mấy cái ở đây thôi. Thì sao nó chơi được không? Không được sexy. Đâu lâu chơi mọi người chết cho vui thôi, chứ sexy vậy. Hello. Dọn lại chứ xấu quá. Ừ. Làm đi. Chứ gì má biết má buồn đó. Chứ mà nhiều bạn nghĩ vậy hả? À đúng rồi, má biết má buồn thiệt á. Mà buồn ngủ quá nha. Má mệt quá. Cái gì mà buồn cởi nó không làm gì làm. Ta không biết anh là ai. Ê cha. Em không nhớ được cô, nhưng mà em có follow với anh nè, chắc là trước hay nói chuyện phải không? Tại em nghĩ lâu quá em không nhớ. Dạ chào mọi người trong live của em nha. Nhắc đi, nhắc là nhớ. Sao mà anh em chưa thấy anh, không biết da trắng hay đen. Đi làm răng xong đi tắm trắng nha, tắm trắng sao mà. Không quan trọng là cái tướng nữa. Nhắc thì phải nhớ rồi hả? Vậy tao không mấy khỏi nhắc luôn ấy. Anh ba đó. Anh ba nè. Anh đi ra và em chơi. Dạ ok, cảm ơn anh Tâm nhiều. Anh đi đi. Rảnh vô nha, rảnh vô là em chơi nha. Làm răng nữa đó, ok rồi. Thì mạnh dạn đi làm đi. Nếu như mà không tiếc, nếu như mà đó cảm thấy không biết nói sao nữa. Mà xấu thì làm, còn không xấu thì đừng làm, tại vì đang giả. Em không biết nói sao luôn á. Mà em không thích xài đang giả là em mà. Cũng hơn 3 triệu một cái đó anh. Các bạn idol hả? Làm răng gì mà trên 10 triệu một cái luôn nha, ghê không? Làm đâu? Ờ đúng rồi, làm hàm gì mà hơn cả 100 triệu. Muốn xỉu. Bữa em thấy bạn idol kia làm hàm răng đẹp lắm nha, xong rồi em kêu bạn chỉ chỗ em làm với. Em qua em hỏi giá, người ta nói chớ trời cái bạn đó, bạn làm loại răng mắc nhất ở đây nè. Hỏi mắc nhất lại nhiều. Bao nhiêu ta? Quên rồi, không nhớ nữa mà nó mắc lắm. Idol giàu thiệt. Trừ em ra nha. Đây nè. Tao mọi người đi ngủ đi ha. Đi ngủ đi, mai live ban ngày. Mấy em sắp hết pin rồi. Mà ở ngồi nói gì không em cũng không biết nói gì nữa không. Ngủ nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Ok, chúc anh ta ngủ ngon.